Tựa đề Mùa Hương Của Mẹ cũng là một ca khúc do chính Quốc Em sáng tác, là một ca khúc mà Quốc Em đã gửi hết tâm trạng, đã gửi hết những gì Quốc Em đã nghĩ về mẹ, đặt hết tất cả trái tim vào ca khúc này. Ai cũng vậy, khi mà lớn lên á, mở lời mà nói con yêu mẹ hay là con yêu cha gì đó, thật sự tâm lý rất là khó. Nhưng mà Quốc Em á, đã có một thời gian như thế, nhưng vượt qua được và đã nói lời con yêu mẹ, con yêu ba. Và Quốc Em muốn một điều là làm những cái dự án này là một dự án rất là có ích để chúng ta có thể trải lòng hơn. Có thể chúng ta đã nói ra tình yêu thương của mình với mẹ mình, đã làm cho ba mẹ mình vui hơn một chút xíu và thọ thêm được vài tuổi để ở chung với tụi mình. Đấy, và Quốc Em muốn điều này thì mỗi khi đặt bút viết ca khúc về mẹ thì Quốc Em tâm trạng lắm, thức nhiều đêm, nhưng mà làm được một điều đó Quốc Em cảm thấy rất là vui và rất là tự hào vì điều này. Và sau khi quý vị nghe xong ca khúc Mùi Hương Của Mẹ này thì chắc chắn là quý vị sẽ hiểu được và yêu thương mẹ mình nhiều hơn.